Chào bạn, trong video này thì chúng ta sẽ cùng tập luyện ca khúc Tìm Em Cô Ví Sông Lam, một ca khúc mang âm hưởng dân gian. Và ca khúc này thì chúng ta sẽ tập ở gam đô thứ. Mình hay nghe bản của Thanh Tài. Và ở gam này thì chúng ta chú ý là có một cái quãng giọng khá là rộng từ son 2 tới son 4. Thì nếu mà các bạn là nam thì chúng ta hát, đương nhiên là chúng ta hát giọng thật rồi. Nhưng mà các bạn nữ thì phải chuyển thành giọng giả thanh thì chúng ta mới có thể hát được giọng nhạc này. Còn nếu mà giọng thật thì rất là khó hát nhá. Chúng ta sẽ cùng tập luyện này. Một chiều bên dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lay đò. Chúng ta đi luôn nhá, vì bài này dài lắm. Một chiều bên dòng sông Lam, một chúng ta luyến luôn. Đó là luyến từ nốt si đến nốt đô. Một chiều chữ u này. Một chiều bên dòng sông, hơi nhấn một chút, hơi luyến một chút. Một chiều bên dòng 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 đổ xuống. Một chiều bên dòng sông Lam, chữ sông mình luyến lên này. Sông Lam, anh gọi em cô gái lay đò. Anh gọi em, chữ em luyến lên. Anh gọi em cô gái, chữ cô gái chữ gái mình sẽ luyến lên. Anh gọi em cô gái lay đò, lá chúng ta có mang nó luyến lay. Yeah. Anh gọi em cô gái lay lay đò lay đò, bốn chữ nha. Yeah. Anh gọi em cô gái lay đò, tiếp luôn chuyển hát, mình làm lại từ đầu cho các bạn hát cùng nhá. Một chiều bên dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lay đò. Chỗ này thấp này. Chuyến đò chiều đưa anh sang sông, anh thầm thương cô gái lay đò. Chỗ này chú ý cho son 2. Chuyến đò chiều chiều, chúng ta sẽ chọn cái môi lại. Chuyến luyến lên. Đò chiều, chuyến đò chiều đưa, đưa luyến lên. Đưa anh sang sông, chữ sông chúng ta sẽ có chữ ô và sau đó đọc chữ ng nhá. Chuyến đò chiều đưa anh sang sông, như kể anh thầm thương, anh thầm thương, anh thầm thương cô gái lay đò nhá. Cái chữ đò chúng ta ngân dài ra. Anh thầm thương cô gái lay đò, vừa ngân vừa rung nha. Ok, khổ hai thì giống khổ một thôi. Ngày ngày anh sang thăm em, nhà anh bên lỡ anh ở bên ngồi. Ngày ngày luyến lên. Ngày ngày anh sang thăm em, anh luyến lên. Anh sang thăm em, chị em là em và cô đóng chữ mờ nhá. Ngày ngày anh sang thăm em, nhà anh bên lơ, nhà anh bên lơ, luyến lên. Nhà em nhà em bên lơ anh ở, lại hai cái chữ đấy, lơ luyến lên, ơ luyến lên. Nhà em bên lơ anh ở bên bồi, bên bên bốn nốt luyến. Nhà em bên lỡ anh ở bên bồi, câu đợi câu chờ chờ, câu đợi câu chờ đôi ta thương nhau trên dòng sông in bóng chẳng thể. Cái chữ chờ cũng lại là nốt son nhưng mà mình lại là luyến, chữ chờ luyến đổ xuống. Câu đợi câu chờ, câu đợi câu chờ đôi ta thương nhau trên dòng sông in bóng, trên dòng sông thẳng thôi, in bóng, in bóng chẳng thể, in bóng luyến lên đóng chữ ngờ. Chẳng chẳng chẳng, hơi lẽ một chút thật nhanh nhé,
in bóng trăng. Thế chúng ta xuống và hát thẳng chữ thề thôi, không lên chữ thề. Và ngân dài giảm âm lượng ở cuối câu, ở cuối từ. Mình làm lại này. Câu đời câu chờ, đôi ta thương nhau trên dòng sông in bóng chân thề. Rồi tiếp này, đoạn này là đoạn làm trước khi vào điệp khúc nhá. Một câu vì anh trao, nửa câu vì em thương. Đi luôn nhá. Một câu vì, cái chữ vì mình hơi có cái tiếng chữ phát âm chữ vờ ấy, để cho nó giống của người Nghệ An Hà Tĩnh hát thì nó sẽ hay hơn. Và bạn nào mà người Nghệ An ấy thì chắc là bài này hát sẽ rất là hay. Mình người miền Bắc không phải người Nghệ An. Một câu vì, vì có chữ v, đó. Một câu vì anh trao, một câu vì anh trao, nửa câu một câu vì luyến lên, một câu vì anh trao, chữ trao này thế nó có chữ chờ chờ. Một câu vì anh trao, nửa câu vì em thương. Nửa câu vì, vì em ba nốt em thương. Chữ thương này hát rất khó nhá, các bạn phải kìm lại, giảm âm lượng đi thì nghe nó sẽ dễ chịu hơn nhá. Anh thương em thương, nó rất to và thô, nó không hay. Một câu vì anh trao, nửa câu vì em thương. Cụ sẵn cụ khoái mỗi chặt mặt. Cụ sẵn cụ khoái, khoái. Cụ sẵn luyến lên, cụ khoái mỗi, mỗi. Luyến lên rồi đổ xuống, mỗi. Đấy. Môi chặt mặt, chữ chặt này cũng chữ chờ nhá. Môi chặt mặt, chặt mặt mặt. Cụ sẵn cụ khoai, môi chặt mặt. Cái chữ cụ sẵn cụ khoai này mình để âm lượng lên một chút, hơi căng căng một chút. Nhưng cái chữ chặt mặt này chúng ta lại phải nhỏ lại thì nó sẽ tạo ra một cái sự tương phản trong câu hát ấy. Thì câu hát chúng ta nó sẽ hay hơn. Còn nếu mà chúng ta hát to đều hoặc là nhỏ đều thì nó sẽ một màu, gọi là một màu nhá. Cụ sẵn cụ khoái môi chặt mặt, thương anh rồi nhớ đời em. Thương anh rồi chỉ có chữ giờ nữa nên có chữ âm gió một chút. Thương anh rồi nhá. Thương anh rồi nhớ đời, nhớ đời, nhớ, nhớ ấy. Nhớ đời, thương anh rồi. Nhớ đời, nhớ đời, nghe em. Nhớ đời, đời. Mình thật nhanh. Thương anh rồi, rất khó. Nhớ đời, nghe em. Nghe, 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 nghe em. Có ba từ. Nghe đi xong cũng gọi là ba khổ đi, ba khổ. Thì chúng ta sẽ phải tập kỹ từng câu, từng từ. Cái nốt nào luyến lên, nốt nào luyến xuống thì các bạn là chỗ nào mà các bạn thấy nó khó thì các bạn có thể dừng lại nhé. Dừng lại và chú ý là xử lý âm lượng. Âm lượng thì bài hát chúng ta sẽ hay ngay lập tức. Mình đánh giá cao, rất cao yếu tố về âm lượng. Nếu các bạn làm chủ được thì nó sẽ hay tới 70-80% luôn nhá. Và chúng ta sẽ cùng đến với điệp khúc này. Điệp khúc khó là nốt số 4. Cứ chiều về cánh cô lội bên sông, cô lái đò xưa lên chốn 18. Đó. Ở hai câu này thì chữ 8 là khó nhất. Cứ chiều, cứ mình luyến luôn. Cứ chiều về, cứ chiều về cánh cô lội, lội. Điệp khúc khó đấy. Cứ chiều, cứ luyến lại. Cứ chiều về thẳng. Cánh cô hơi luyến một chút. Cánh cô lội, lội. À, luyến lên xong lại đẩy cái chữ y ở cuối. Cứ chiều về cánh cô lội bên. Bên luyến này, bên thì mình đeo sông nhá. Mình làm lại một câu này. Cứ chiều về cánh cô lội bên sông, bên sông.
pha 4, nó căng căng này một chút, nhưng mà phải căng nhưng mà được cái lực chúng ta lớn lên, những cái âm lượng thì cố gắng là chúng ta hát nhỏ lại nhá. Mình hát được vẻ hơi to này. Đây, làm lại này. Cứ chiều về, cứ chiều về cánh cô lội lội bên sông. À, cái môi của chúng ta ấy, không cần to quá đâu, nhưng mà chúng ta phải mở tròn, nó ngáp bên trong lên đấy. Làm lại lần nữa này. Cứ chiều về cánh cô lội bên sông sông. Và đóng thật chữ ngờ nhá, xong lấy hơi luôn. Cô lái, à mình nói trước đã. Cô lái là đứa chữ lái lên. Cô lái đò xưa, lái lên lên, đò hơi đổ xuống. Nay tròn thì chúng ta lấy. Mình nói trước một tí mình sẽ thực hành. Nay tròn 18. 8 này, tròn thì lái này. Tròn 18, 3 nốt 8 nhá, mình làm lại nhá. Cô lái đò xưa nay tròn 18. Đó, chữ 8 chúng ta cố gắng để mở chữ am. Cô lái đò xưa nay tròn 18. 3 nốt nha. Mình làm lại cả hai câu này. Câu này khó nhất, này với câu đi khúc sau là khó nhất cả bài. Cứ chiều về cánh cô lội bên sông, cô lái đò xưa nay tròn 18. Rồi, bao năm tháng trôi qua, bao mùa xuân chờ đợi. Rồi, bao năm tháng, luyện lên, bao năm tháng, tháng rất nhanh. Bao năm tháng trôi qua, trôi qua, qua. Các bạn phải hơi điệu một chút. Bao năm tháng trôi qua, bao mùa xuân chờ đợi. Bao mùa xuân, luyện lên chữ xuân này. Bao mùa xuân chờ đợi. Ép nó lại để cho âm lượng nhỏ thôi nhá. Bao năm tháng trôi qua, bao mùa xuân chờ đợi. Zoom. À, một cái câu này chúng ta lấy một hơi thôi. Rằng anh không về, rằng à, chữ rằng chúng ta có chữ giờ hơi âm gió một chút. Rằng anh không về. Nếu mình hát có sai không chuẩn được cái phát âm giống như các bạn ở miền Trung ấy thì các bạn thông cảm nhé. Mình sẽ cố gắng làm sao để chúng ta có thể hát nó hay nhất và nó có cái làn điệu của Nghệ An là tuyệt nhất nhé. Rằng anh không về, không về, rằng luyến lên. Rằng anh không về, rằng anh không về. Năm tháng đời, năm tháng luyến lên. Năm tháng đời, năm tháng đời chờ mong. Năm tháng đời chờ mong. Rằng anh nọ về, nọ về bên em. Nhá. Rằng anh không về, năm tháng đợi chờ, chờ để lại chờ mong, chờ mong. Đóng chữ mong ở cuối chữ ngờ. Rằng anh chữ giờ nữa. Rằng anh nọ về. Rằng anh nọ 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 nọ. Chữ nọ này nó có hai loại âm lượng ở trong. To xong nhỏ, to xong nhỏ. Rằng anh nọ về, nọ về bên em. Nó giống như kiểu một câu trách móc ấy nha. Rồi chúng ta xong một cái điệp khúc đầu tiên, chúng ta đến với điệp khúc tiếp theo nhé. Ơi câu vì anh trao mùa xuân anh trở lại. Em sang sông lấy trong bo mặn bến đò xưa. Quên câu phần này thì chúng ta sẽ tập chi tiết này. Ơi câu vì, được chữ vì này. Ơi câu vì anh trao. Chữ trao thì chúng ta sẽ ép lại một chút để chúng ta không bị. Ơi câu vì anh trao. Nó bị to quá. Ơi câu vì anh trao mùa xuân anh chờ. Mùa xuân, chữ xuân lên lên. Mùa xuân anh chờ. Mùa xuân anh chờ lại. Chờ lại. Đây nhá, lại này. Ơi câu vì anh trao mùa xuân anh trở lại. Em sang sông lấy trong. Rồi mình sẽ nhấn vào chữ lấy trong kiểu chữ lẩy nhá. Em sang sông lấy trong đứng lên.
em sang sống lầy chân bo mặn mặt chứ cờ bo mặn bến đỏ xưa xưa lùi lên bo mặn bến đỏ xưa xưa đó quên câu thương thương lùi lên quên câu thương câu chờ câu lùi lên chờ đổ thẳng xuống quên câu thương câu chờ lỡ hẹn người lỡ giờ có chỉ đến lỡ ấy lỡ hẹn người ơi đó quên câu thương câu chờ lỡ hẹn người ơi rồi tiếp theo là phần lại cao này à, nốt son 4 nhá. Nắng chiều về sao xiêu gọi trắng lên tiếng hò gọi em có nơi đó ngày ấy. Ấy thì son 4 nó khá là khó mà chúng ta lại hát kết ở cái chữ y nữa. Là một cái chữ rất là khó và là cái âm đóng ấy. Nắng chiều về nắng luyến lên nắng chiều về sao diêu sao chúng ta luyến lên nắng chiều về sao diêu gọi 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 trắng lên chữ lên là chữ pha thăng à pha thường à, chúng ta hơi căng lại một chút nhá nắng chiều về sao diêu gọi gọi có chữ y nắng chiều về sao diêu gọi trắng lên rồi tiếng hò lên xong chúng ta đổi xuống tiếng luyện tiếng lên lên tiếng hò gọi em luyện lên tiếng hò gọi em có lái thì luyện lên có lái đò lái luyện lên này chúng đò thì chúng ta lại giật xuống một nốt tiếng hò gọi em có lái đò ngày ấy ấy chúng ta luyện lên nhá ấy có ba nốt nè tiếng hò gọi em có lái đò ngày ấy lớn lên một tí thì chúng ta hãy treo thẳng đến nốt 4 này nhá, xong 4 này nhá. Đây. Tiếng hò gọi em có lái đò ngày ấy. Ngắt. Anh nhớ cùng em. Nhớ chúng ta giống chữ nhớ ấy, nhưng mà chúng ta luyến đẩy nó xuống kiểu giống dấu nặng ấy, xong lại lướt lên luôn. Anh nhớ cùng em. Anh nhớ cùng em trên con đê nhỏ. Anh nhớ cùng em trên con đê nhỏ. Nhỏ. Trên nhỏ này chúng ta luyến lên này. Nhỏ luyến lên, sau đó là chúng ta rung nhá. Anh nhớ cùng em. Em là chúng ta hát chữ E sau đó đóng chữ M để chúng ta có được cái âm hưởng của dân gian ấy. Anh nhớ cùng em. Nhanh này. Anh nhớ cùng em trên con đê nhỏ. Đê thì mình hơi lấy một tí. Anh nhớ cùng em trên con đê nhỏ. Nhỏ. Trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau. Trên cánh hơi luyến một chút. Trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau. Cá này mình luyến chưa hay lắm nhỉ? Trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau luyến y hệt nhau. Trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau 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 thì cái chữ u chúng ta đẩy cô nhé. Trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau. Anh trở về luyến đi chợ. Anh trở về tìm lại đò xưa. Rồi anh trở về mơ ngang tìm lại ba nốt đấy tìm lại đò đò xưa xưa thì chúng ta đẩy chữ xưa từ từ thôi xong là sau đó chúng ta đẩy âm lượng nó lên cả cái âm lượng và cái khẩu hình chúng ta nữa. Anh trở về dung chữ về anh trở về tìm lại đò xưa đó có thể dung rồi anh trở về tìm lại đò
lựa chi có một cái nốt lấy rất là khó để giải thích. Trạch chi chi nó kiểu tiếng Nghệ An đấy, các bạn cố gắng nghe nhé. Núi Hồng ơi, trạch chi đó là duyên tình. Lại này, núi Hồng ơi, trạch chi đó là duyên tình. À, có cái câu là đại ở trong này nó ghi là nợ duyên đứt gánh, nhưng mình hát là người ơi thương nhớ nhá. Mình thích cái câu đấy hơn mà nó cũng dễ hát hơn đấy. Người ơi thương nhớ, đó là Dung và Dung nó song 4. Người ơi thương nhớ ngắt nên anh đi tìm, nên anh luyến lên đi tìm. Ngân Dung và giảm âm lượng. Câu vì có ba nốt. Câu vì người ơi thương nhớ nên anh đi tìm. Câu vì giảm sống rồi. Chúng ta đã cùng tập luyện xong ca khúc Tìm Em Cô Ví Sông Lam. Bài này mình làm cả một cái video khá là mệt. Hy vọng rằng các bạn có thể tập tốt ca khúc này. Và đừng quên cho mình xin những lượt đăng ký, những lượt chia sẻ và comment những ca khúc mà các bạn yêu thích, để mình có thể làm video để chúng ta sẽ cùng tập luyện với nhau. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào.